không có, mình có hàng 130k thôi nhá bạn nhá. Ngoài cái mộc này ra mình đang còn hàng 130k nhá, còn hàng 200k với 300k tạm thời bây giờ không có hàng. Đổi mộc hương đấy, mai vàng không shop đổi luôn. 500k đánh bầu chọn gói không? Có chọn gói anh ơi. 500k là giá lên xe nhá, giá xỉ nhá. 500k cho đơn xỉ mua từ 20 cây đến 50 cây sẽ được giá 500k và giá là giá xếp xe. Bọn em sẽ phải chịu trách nhiệm đánh cây và xếp cây lên xe cho mọi người, cho khách ạ. Khách chỉ việc mang xe đến là ok luôn. 20, 40, 60. Vanh của nó sẽ là thoát thân, của nó sẽ là thoát thân 60 này. Cây rất là đẹp luôn ạ. Em đo này, 20 này, 40 này, cây này thoát 50 này. Cao cây 1m6 đến 1m8, em nhận tạm 1m6 đến 1m8, thực ra đa số nó đều là cao 1m8. Rất là ít cây cao 1m6 nhá. Em nhận tạm là cây cao 1m6 đến 1m8, đa số cây này đều cao 1m8 ạ. Bắt đầu mua hàng thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. Bắt đầu mua hàng thì inbox Zalo, số điện thoại là 0969 162 214 ạ. Đây ạ. Cây rất là to và đẹp luôn. Hàng này khi mà đánh lên khỏi mặt đất rồi mọi người mới nhìn thấy nó to. Bây giờ nó đang ở dưới đất thì mọi người nhìn thấy nó rất là bình thường nhá. Nếu mà nhìn dưới đất thế này thì thấy nó cây rất là bình thường, nhưng khi đánh lên khỏi mặt đất rồi mới thấy nó to dã man luôn. Khi đánh lên khỏi mặt đất thì cây nó sẽ thoáng hơn, để trong vườn nó mau ra mau rít đi. Để trong vườn nó mau cây nhìn nó sẽ khó nhìn. Em đo này. 20 này. 40 này. 50 này. Cây này thoát 50cm này. Tổng kho gia dụng 0966212156. Và tổng kho gia dụng ơi, bạn mua hàng thì bạn inbox Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 giúp mình nhá. Bạn mua hàng thì bạn inbox Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 giúp mình nhá. Cây rất là đẹp luôn, vanh 78, vanh 789. Bác nào mua hàng thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em. Đây ạ. Bác nào mua hàng các bác nhắn vào Zalo giúp em nhé. Bởi bây giờ em đang phát live này em sẽ không trả lời tin nhắn của mọi người được. Mọi người cứ nhắn tin là nát em trả lời ạ. Mọi người cứ nhắn tin là nát em trả lời đấy ạ. Hoa này mọi người nhìn đây là hoa vàng này, hoa màu vàng nhạt, màu vàng lông gà lông vịt con mới nở. Màu vàng lông gà lông vịt con nhá. Em đo này. 20 này, 40 này, 60 này. Chiều cao cây sẽ là vanh của nó sẽ 6, thoát thân sẽ 60. Hoa vàng này. Mộc ta hoa vàng này, màu vàng nhạt nhá, màu vàng nhạt lông gà lông vịt con này. Đấy, cây rất là đẹp luôn. Bác nào mua hàng thì inbox Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. 0969 162 214 ạ. Cây tiếp theo đây ạ. Cây tiếp theo đây thoát thân khoảng 30 đến 40 cm. Chiều cao cây là 1m6 đến 1m8. Hoa đây các bạn nhá. Em đo là 20 này. 40 này. 20 này. 30 này. Đấy. Chiều cao thoát thân sẽ 23, thoát thân sẽ 30 đến 40 cm. Và cao cả cây nó rơi 1m6 đến 1m8. Bắt đầu mua hàng thì inbox Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em nhá. 0969 162 214 ạ. Giá xỉ công khai là 500k một cây nhá. Giá xỉ công khai là 500k một cây. Bắt đầu mua hàng thì nhắn tin vào Zalo cho em nhá. Em xin phép em tắt like đây. Em xin phép em tắt like đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi like của em. Cây rất đẹp luôn. Cây đẹp luôn.